kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khôi phục hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh thành phố có chỉ số cải cách hành chính cao của cả nước. Nắng nóng kéo dài, dọc hai bờ sông Hương là lựa chọn lý tưởng thu hút rất đông người dân đến đây với các hoạt động thư giãn. Không khí trong lành, mát mẻ, không gian thoáng đãng, lãng mạn, sông Hương đang ngày càng trở nên thân thiện hơn với người dân xứ Huế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 1945 yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước khôi phục và thúc đẩy hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ chủ động trao đổi với đối tác nước ngoài trên cơ sở chính sách quy định của nước sở tại về xuất nhập cảnh và tiếp nhận lao động nước ngoài để đảm bảo người lao động nhập cảnh hợp pháp, an toàn, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động trong trường hợp phải thực hiện cách ly sau khi nhập cảnh. Đảm bảo việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho người lao động trong trường hợp nghi hoặc bị nhiễm dịch bệnh. Các doanh nghiệp có trách nhiệm thông tin đầy đủ rõ ràng tới người lao động các chính sách người lao động được hưởng, các trách nhiệm người lao động phải thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, sinh hoạt của người lao động theo hợp đồng đã ký và quy định sở tại. Tổng cục thuế cho biết đã mở rộng triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử tại 63 cục thuế. Số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử đến nay là gần 5.300 doanh nghiệp, đạt hơn 97% tổng số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế. Hiện nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 trên 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, có 770.189 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,6% doanh nghiệp đang hoạt động. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hiện nay Tổng cục Thuế đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại, tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 766.519 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,1%. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch 145 về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính PAR Index tỉnh năm 2020 với mục tiêu phấn đấu vì thứ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 nằm trong nhóm 10 tỉnh thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước. Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác cải cách hành chính nói chung và trong xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của địa phương. Theo đó, mục tiêu tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực, tiến tới nâng vị trí xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm sau cao hơn năm trước và nằm trong nhóm 10 tỉnh thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước. Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính được Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính được ban hành kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân công các cơ quan địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước. Việc ra soát và ban hành lại bộ thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện đã tạo thuận lợi và được người dân tổ chức đồng tình ủng hộ. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015, tăng cường tiếp nhận, trao trả trực tuyến thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ tài khoản trực tuyến cho người dân doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 3 và giai đoạn 4 đợt 2 vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025. Dự án hoàn thành được dự đoán là cú hích đối với kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Dự án hoàn thành sẽ góp phần tạo việc làm cho hơn 200 lao động trực tiếp từ dự án, trên 20.000 lao động từ các dự án thứ cấp.
nộp ngân sách nhà nước khoảng 20 tỷ đồng một năm trực tiếp từ dự án và khoảng 5.000 tỷ đồng một năm từ các dự án thứ cấp. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 3 và giai đoạn 4, đợt 2, với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sẽ được thực hiện tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 147 triệu đô la Mỹ, số vốn đầu tư dự án khoảng 7,4 tỷ đồng một hecta. Có diện tích sử dụng đất mặt nước khoảng 460 hecta, trong đó khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 3 diện tích khoảng 49 hecta. Giai đoạn 4, đợt 2, diện tích khoảng 411,68 hectare. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI là vấn đề được chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch hành động để cải thiện chỉ số này, mà trước mắt là cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư cho doanh nghiệp, giúp họ yên tâm tin tưởng và chọn đầu tư vào Thừa Thiên Huế. Công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp mới đây cho thấy chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế đã cải thiện 10 bậc so với năm trước, được xếp vị thứ 20 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đang xếp trên nhóm khá. Qua đó cho thấy một số chuyển biến rõ nét, bao gồm mức độ năng động, sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh gia tăng, công tác giải quyết vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp đã có những cải thiện rõ rệt, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, các doanh nghiệp gặp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, thiết kế pháp lý và an ninh trật tự được củng cố, gánh nặng chi phí không chính thức tiếp tục giảm, cải cách hành chính có kết quả tích cực. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, các chuyên gia kinh tế khuyên cần lựa chọn những vấn đề ưu tiên trong cải cách hành chính hiện nay. Tôi cho rằng là Ủy ban Nhân dân tỉnh phải ngồi lại với các bộ ngành, ngồi lại với Hiệp hội Doanh nghiệp để xác định ra rằng là theo doanh nghiệp hiện nay thì đâu là lĩnh vực mà doanh nghiệp đang gặp nhiều cản trở nhất. Cái điều này nó có thể khác với lại cái mức trung bình của cả nước. Và như vậy thì rõ ràng là tuy nhiên cộng với lại tham khảo cái tình hình chung của cả nước. Vì tình hình chung cả nước nó cũng phản ánh một phần nào của địa phương. Vì cộng đồng doanh nghiệp họ cảm thấy ở nơi khác cảm thấy khó khăn thì tôi cũng không dám nghĩ rằng là ở đây nó có thể thực sự thuận lợi hơn gấp nhiều trăm lần. Nên cộng với lại cái nếu như chúng ta nghiên cứu kỹ cái nghị quyết của chính phủ thì chúng ta cũng đã hình dung ra được đâu là những cái trọng tâm ưu tiên cải cách nhìn ở mặt bằng cả nước. Cộng với lại cái thông tin của địa phương thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định ra đâu là những cái mà ưu tiên cải cách trong trước mắt. Và như vậy phải tập trung vào những cái lĩnh vực mà ta tạm gọi là nếu như cải cách được đó thì dư địa nhiều và tạo ra cái thuận lợi cho doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu Kinh tế và Công nghiệp tỉnh, một trong những đơn vị tiếp xúc nhiều với các nhà đầu tư doanh nghiệp khi đến tìm hiểu để đầu tư tại Huế. Thời gian gần đây, xác định việc cải cách thủ tục hành chính cho nhà đầu tư và doanh nghiệp là trách nhiệm của đơn vị. Bàn đã tự chủ động thực hiện cắt giảm những thủ tục không cần thiết để tạo ấn tượng tốt hơn với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải quyết nhanh chóng kịp thời các thủ tục khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Về vấn đề này thì hàng quý thì chúng tôi sẽ có những cái cuộc giao ban, rồi những cuộc gặp mặt doanh nghiệp tại các địa bàn của khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm giải quyết ngay tại địa phương, ngay tại địa bàn những cái vướng mắc thủ tục cho nhà đầu tư. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thừa Thiên Huế là cải thiện thử hàng PCI năm 2020, phần đầu nâng cao tổng điểm và xếp vào nhóm tốt. Để đạt được nhiệm vụ này, các sở ban ngành địa phương cần phải thay đổi tư duy, hành động, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và tập trung vào sự phát triển chung của tỉnh, để có những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử với các sáng kiến trong phát triển đô thị thông minh, hướng các hoạt động quản lý và điều hành địa phương trở nên phù hợp và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để có một giải pháp để nâng cao trong thời gian tới. Và một trong cái điều đầu tiên, tôi nghĩ ta sẽ triển khai trong thời gian tới, đó là đánh giá năng lực cạnh tranh của cấp huyện, cấp sở. Và để giúp cho sự đồng bộ trong quá trình tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh tại các địa phương, tại các ngành trong trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh tại các địa phương. Nếu chúng ta làm đồng bộ này thì rõ ràng cái khả năng cạnh tranh của cấp huyện, cấp sở sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện và thúc đẩy cái chỉ số cạnh tranh của cấp tỉnh. Ngoài ra, để nâng cao PCI năm 2020, việc làm thực chất nhất là hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi đây là 98% doanh nghiệp toàn tỉnh. Vì vậy, để thực hiện được điều đó, đòi hỏi người đứng đầu cơ quan đơn vị phải ra soát, nắm bắt tình hình thực hiện dự án của các doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ,
đồng thời khuyến khích và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của tỉnh. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định 1323 về việc thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nạ, xã Vinh Hiền nhằm tăng cường công tác bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản. Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nạ có diện tích 1.154,5 ha mặt nước tự nhiên đầm phá, thuộc địa giới hành chính xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, gồm hai vùng. Vùng lõi bảo vệ có diện tích 25 ha và vùng khai thác sử dụng chung có diện tích 1.129,5 ha là khu vực còn lại của khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ đi 25 ha vùng lõi bảo vệ. Bên cạnh việc nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, xây dựng các công trình sản xuất, chăn thả gia súc gia cầm vào vùng lõi bảo vệ. Quyết định nêu rõ các hoạt động có điều kiện, hoạt động khai thác thủy sản để nghiên cứu khoa học và hoạt động tiêu diệt thủy sản địch hòa trong vùng lõi bảo vệ phải được sự chấp thuận của chi cục thủy sản theo quy định của pháp luật. Hoạt động giao thông thủy được phép qua lại vô hại nhưng không được dừng tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ. Hoạt động du lịch sinh thái được phép khi có sự giám sát của cộng đồng ngư dân địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, các cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh phá chuyên án bắt nhóm 11 đối tượng, trong đó có 7 người nước ngoài, quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Các đối tượng này đều tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận làm việc theo sự chỉ đạo của một đối tượng có tên Dalasi Dave, quốc tịch Nigeria. Dalasi là đối tượng cầm đầu trực tiếp sử dụng mạng Facebook, Zalo, WhatsApp để kết bạn, trò chuyện, làm quen với nhiều nạn nhân tại Việt Nam. Bằng thủ đoạn giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài. Dalasi Day đã tạo lòng tin được với nhiều người và yêu cầu bị hại nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau đó, Dalasi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới của mình ở Việt Nam rút tiền rồi chuyển cho Dalasi. Mỗi lần rút, các đối tượng sẽ được hưởng từ 2 đến 10% tổng số tiền rút. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, nhóm 11 đối tượng này đã sử dụng chứng minh nhân dân giả, lập nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều thẻ ATM, sim rác điện thoại, thuê nhà do người khác đứng tên để hoạt động. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng vừa bị bắt đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng công an đã phát hiện thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội, gồm 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 chứng minh nhân dân giả, cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, theo Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em, thì 66,1% trẻ em Việt Nam có cơ hội tiếp cận với các thiết bị kết nối Internet. Có đến hơn 700.000 vụ báo cáo hình ảnh, video, xâm hại tình dục trẻ em trên mạng, đứng thứ 2 trong ASEAN. Những số liệu đó đã và đang làm nhức nhối các cơ quan chức năng, gây lo lắng cho những bậc làm cha làm mẹ và đội ngũ giáo viên. Vậy làm thế nào để bảo vệ được trẻ em trên môi trường mạng? Phóng sự dưới đây đề cập đến vấn đề này. Học hành sụt kém, dành thời gian trong ngày để chơi game đến mức sức khỏe, học tập và tinh thần sa sút chính là hình ảnh của cậu bé này. Đây là nạn nhân của mạng Internet. Bác sĩ cho biết em mắc bệnh nghiện game. Từ cái nghiện game thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, của cái cuộc sống thực của các cháu. Thí dụ như việc học hành bị bỏ bẵng này, nhân cách bị biến đổi này, hỗn láo với bố mẹ và đặc biệt là thậm chí có hành vi bạo lực. Ngoài nghiện game thì các vụ xâm hại trẻ em qua mạng Internet cũng đang là vấn đề nhức nhối. Điểm chung của các vụ xâm hại trẻ em qua mạng Internet là những kẻ phạm tội tiếp cận trẻ em qua các trang web khiêu dâm, Facebook, cửa sổ chat khi các em chơi game. Trẻ em có thể truy cập vào những trang mạng có chứa những thông tin độc hại, trong khi chính các em chưa có đầy đủ các kỹ năng để phòng vệ xử lý trong không gian mạng. Tổ chức Y tế Thế giới cũng có đưa cái việc nghiện game, mạng xã hội vào trong một trong những cái bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của trẻ em. Trẻ em tham gia quá nhiều vào các hoạt động trên Internet, trên mạng xã hội thì nó sẽ giảm đi các hoạt động thể chất bình thường. Internet là không gian thu nhỏ nhưng đa chiều, thế giới ảo nhưng những tổn thương cho trẻ hoàn toàn có thật. Để hạn chế và chấm dứt những nguy cơ mà mặt trái thế giới công nghệ số gây ra, Việt Nam đã xây dựng và triển khai có hiệu quả hệ thống luật pháp của các bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tôi đặt ra cái nhiệm vụ là làm sao mà phát triển ra
hai cái từ góc độ Cục An toàn Thông tin chủ trì. Thứ nhất là một cái mạng lưới bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, làm đầu mối vừa là tiếp nhận vừa là hỗ trợ cũng như là vừa là liên kết đến với các cái cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khi mà nói về vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, là một cái kênh song song với cái đường dây nóng 111 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang thực hiện. Bên cạnh đó, nhiệm vụ lớn thứ hai mà chúng tôi đặt ra là hướng tới phát triển một cái hệ sinh thái là về sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên không gian mạng. Cách mạng 4.0 đang diễn ra. Trẻ em không thể đứng ngoài thế giới của Internet, vạn vật kết nối. Việc giáo dục cho trẻ em những kỹ năng biết tự bảo vệ mình trên môi trường mạng cũng như những kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày đã được đặt ra. Song song với đó, rất cần một cơ chế sàng lọc kiểm soát thông tin độc hại đối với trẻ em. Để làm được điều này, cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý công nghệ thông tin, các doanh nghiệp kỹ thuật số, nhà trường và quan trọng hơn là mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đường đi bộ dọc bờ Bắc sông Hương được hoàn thành, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân thành phố Huế. Thời tiết nắng nóng kéo dài, dọc hai bờ sông Hương là lựa chọn lý tưởng, thu hút rất đông người dân đến đây với các hoạt động thư giãn. Không khí trong lành, mát mẻ, không gian thoáng đãng, lãng mạn, sông Hương đang ngày càng trở nên thân thiết hơn với người dân xứ Huế. Ghi nhận dưới đây của phóng viên thời sự. Từ khoảng 5 giờ 30 chiều là thời gian mà đường đi bộ dọc sông Hương trở nên nhộn nhịp nhất. Từ người già, người trẻ, thanh niên, nam nữ trẻ em đều tìm đến đây để giao mát, hưởng không khí trong lành sau một ngày làm việc và học tập. Những ngày nắng gắt, tắm sông là hoạt động thu hút được nhiều người nhất. Khu vực bến Me mọi năm khá vắng vẻ nhưng năm nay lại nhộn nhịp hẳn. Mỗi chiều có đến hàng trăm người tìm đến đây để tắm mát, bơi lội. So với những bể bơi nhân tạo, tắm sông được nhiều người thích thú hơn bởi không gian rộng rãi, tha hồ vùng vẫy. Có lẽ hiếm có nơi nào mà người dân lại có thể tắm ở con sông chảy ngang qua thành phố như ở Huế. Mấy bữa nay là trời rất là nóng nực. Mà Huế thì được có dòng sông Hương rất là tuyệt vời. Dòng sông Hương êm dịu, mát mẻ. Và bây giờ là cái nơi để giải trí và cái nơi để rèn luyện thân thể cho tất cả mọi người. Tắm xong là rất khỏe, rèn luyện rất khỏe. Sáng đi thể dục, chiều tắm thêm nữa. Tuổi 70 rồi, rất là vui vẻ, sức khỏe dồi dào, càng yêu đời hơn. Chuyên, một ngày tôi tắm hai lần, buổi sáng, vậy là buổi chiều, ngày mùng làm tổng 2 tiếng đồng hồ ở đây. Vì tuổi già bây giờ nghe là mất 2 tiếng đồng hồ ở đây là khỏe rồi, còn 10 giờ là làm việc khác. Có thể nói, con đường đi bộ đã đem đến một sinh khí mới cho dòng Hương, vốn đã rất thơ mộng và êm đềm. Bên cạnh cầu gỗ lim thì tuyến đường đi bộ dọc bờ Bắc sông Hương đang đem người dân đến gần hơn với dòng sông xinh đẹp này. Người thì tập thể dục, người giao mát, người dẫn con đi chơi, vài người chỉ đơn thuần đến để ngắm cảnh, hóng mát. Tất cả họ đã làm cho bờ sông trở nên sầm uất hơn rất nhiều so với trước đây. Em thấy bên đây nếu mà so với bên bờ Nam á, là hắn mát hơn nhiều, tại vì hắn có nhiều cây xanh đó chị. Với lại không khí bên đây nếu mà tập thể dục thì hắn thích hơn nhiều. Hồi trước thì hắn không đẹp bằng bên đây. Nên là thành ra thấy nhiều người quá trời, nhiều người đông hơn. Dạ, em thấy sau khi mà xây xong đường đi bộ thì không gian rất là thoáng đãng, mát mẻ gần bờ sông Hương. Và mỗi buổi chiều học xong thì ra đây rất thoải mái, cảm giác tinh thần được nâng lên rất cao. Trong số những vấn đề trọng tâm của bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì định hướng quy hoạch gắn với việc hoàn thiện hồ sơ tái đề cử để đưa sông Hương và cảnh quan đôi bờ sông Hương vào danh mục di sản văn hóa thế giới đang là vấn đề được Thừa Thiên Huế nghiên cứu. Mỗi người dân Huế cần đóng góp nhiều hơn để mục tiêu này sớm thành hiện thực. Cố gắng ở đây là gì? Là cùng gìn giữ môi trường xanh sạch, cùng lan tỏa hình ảnh đẹp của dòng sông, của cảnh quan đến với bạn bè muôn nơi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.